Chào mừng bà con đến cái video thu hoạch dế của trang trại chúng tôi nhé. Thì dế sau khi đã đạt được 30 năm ngày tuổi, dế bắt đầu mọc cánh, rồi tôi bắt đầu thu hoạch. Đây, con nhìn đây. Dế rất là mập. Thì tôi ước lượng một chuồng như thế này thì khoảng được 30 kg dế nhé. Và tôi đã sử dụng là tôi nuôi trong thùng giấy, thùng cắt tông nhé. Đấy. Rồi rễ tôi sử dụng một rất là ít thôi chứ không, tôi nuôi bằng rễ hết. Với cái cách nuôi như thế này là rất là tiết kiệm chi phí. Tôi mua giấy thì hết khoảng một ô như vậy hết khoảng vài chục nghìn tiền giấy thôi, nó là nuôi dế rồi. À, nó bỏ nhau nhóc này, đây là anh công nhân đang thu hoạch dế, mình trốn hết rồi. Với nuôi dế như thế này thì cái chi phí đầu tư ra rất là rẻ nhé. Mình cho ăn ba cái rau thừa rác thải, rồi ăn cám, nhưng mà ăn cám rất là ít thôi. Đầu tư bằng này thì đầu tư hết khoảng hơn 1 triệu tiền thức ăn cho nó. Đấy. Với mấy cái mức đầu tư như vậy thì mình có thể có lợi nhuận cho mình rồi. Anh chị em nào mà có cái thắc mắc gì mà chăn nuôi dế thì anh chị em cứ để lại cái comment của mình thì tôi biết được, tôi sẽ giải đáp cho anh chị em kỹ thuật nuôi dế. Và anh chị em xem video, anh chị em nhớ like và bấm đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, để cập nhật những video mới nhất.